Kính thưa quý vị, trong những cái ngày vừa qua, thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về bốn cái pháp bảo vệ. Tiếng Pali là Chaturara Araka Bhavana, và một tuần lễ đã trôi qua. Và Ngài chưa có giảng cho chúng ta nghe chi tiết về cái phương pháp thực tập tứ niệm xứ. Và tại sao như vậy? Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về những cái đức hạnh, những cái phẩm tính của Đức Phật, là vì nếu mà chúng ta không có hiểu những cái phẩm tính của đức hạnh của Đức Phật, thì chúng ta sẽ không có tin tưởng nơi cái lời dạy của Ngài, chúng ta không có tin tưởng nơi giáo pháp, nơi giới đức, giới luật của Ngài, và không tin tưởng thì chúng ta sẽ không có quan trọng nó. Và chúng ta sẽ không có thực tập, và cái thực tập thì cũng không có kết quả. Đức Phật đã dạy cho chúng sanh dựa trên cái tâm đại bi và cái tuệ chánh biến chi của Ngài, Samayutta Ñāna. Và Ngài Thiền Sư muốn sát tấn các thiền sinh để cho các thiền sinh có thể hiểu được cái giá trị về những cái sự, về những cái pháp bảo. Và vì như vậy mà Ngài Thiền Sư đã bỏ thì giờ ra giảng cho các thiền sinh nghe chi tiết trong những cái ngày vừa qua. Và ngày hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ giảng về giáo pháp và giới luật của Đức Phật đã ban hành dựa trên cái tâm đại bi và cái tuệ chánh biến chi của Ngài. Giáo pháp của Đức Phật được dạy dỗ để làm cái sự hướng dẫn cho chúng sanh được hạnh phúc, và giới luật thì được giảng giải để đưa đến cái sự đức hạnh trọn vẹn. Và Ngài sẽ giảng qua cái phương diện lý thuyết và thực hành. Ngài Thiền Sư bắt đầu giảng niệm xứ qua cái lý thuyết và thực hành. Và các thiền sinh lúc ban đầu thì đã được chỉ dẫn những cái phương pháp hành thiền căn bản. Và một Ngài Thiền Sư cũng đã chỉ dẫn cho chúng ta thấy những cái phương pháp hành thiền nó như thế nào. Thì hướng dẫn như vậy thì cũng đủ. Tuy nhiên, nếu mà người thiền sinh hiểu được những cái sự lợi lạc của cái pháp hành tứ niệm xứ, thì người đó sẽ thực tập tốt đẹp hơn. Một số các thiền sinh ở đây cũng đã nghe nhiều lần về những sự lợi ích của sự thực tập của cái pháp môn tứ niệm xứ, nhưng mà cũng có một số thì chưa có hiểu. Cho nên đối với những người này, nếu mà họ không hiểu thì họ không có thể thực tập được và sẽ không có nhiều cố gắng. Và Ngài Thiền Sư muốn cả hai nhóm đều hiểu biết rõ ràng về những cái sự lợi ích của cái pháp hành thiền minh sát. Và Ngài Thiền Sư giảng nghĩa cái câu hỏi, giảng cái câu hỏi là cái thiền quán hay là cái thiền niệm xứ là gì. Ngài Thiền Sư sẽ giảng nghĩa về lý thuyết cũng như là thực hành. Tuy nhiên, Ngài sẽ giảng ít về phần lý thuyết và sẽ nhấn mạnh về phần thực hành. Các thiền sinh ở đây thực tập thiền niệm xứ, và đôi lúc thì có những cái tâm thiện nó sanh khởi, và những cái tâm thiện này là những cái tâm tốt, không có bị chê bai. Và đôi khi thì những cái tâm bất thiện nó sanh khởi, và nó sẽ đem đến cái sự đau khổ. Và tâm thiện hay là tâm bất thiện sanh khởi thì tùy thuộc vào cái sự có mặt hay là vắng mặt của chánh niệm sati. Thì khi mà chánh niệm nó vắng mặt
thì những cái phiền não hay là những tâm bất thiện nó sẽ sanh khởi. Trong 24 tiếng đồng hồ, nếu mà chúng ta bỏ qua một bên những cái giờ mà chúng ta đi ngủ, thì những cái tâm thiện nó sanh khởi rất là ít so với lại những cái tâm bất thiện. Tại sao như vậy? Đó là vì nếu mà chúng ta hành thiền một cách hời hợt, khi mà chúng ta làm cái bổn phận của một người thiền sinh mà có nhiều sơ sót, thì những cái phiền não, những cái bất thiện tâm, nó như là cái lòng, cái luồng thác lũ, nó trôi chảy. Mà một khi mà cái thác lũ bất thiện này nó trôi, thì rất mà khó mà chặn nó. Nếu mà chúng ta muốn tạo một cái luồng thác lũ thiện tâm trôi chảy, thì chúng ta cần phải có chánh niệm. Và nếu mà không có chánh niệm, thì chắc chắn là các bất thiện tâm sẽ sanh khởi. Và một cái phẩm tính của chánh niệm, đó là nó dễ dàng chế ngự những cái bất thiện tâm, và chánh niệm sẽ đưa dẫn đến con đường thánh đạo. Những cái tâm mà liên kết đến với tham sân si, thì nó đưa con người, cái phẩm hạnh của cái người ấy sẽ bị hạ xuống. Cái tinh thần của người ấy sẽ thấp, cái cung cách của người ấy cũng thấp, những lời nói cũng thấp. Nói chung là cái nhân phẩm của người ấy thấp. Luôn cả những cái người mà thật là giàu có, nhiều thế lực, nhưng mà nếu mà những người ấy trong tâm tràn đầy những cái bất thiện tâm, thì người ấy cũng thuộc vào cái nhóm giới hạn thấp, nhân phẩm thấp. Không có ai mà muốn mình thuộc vào cái hạng mà nhân phẩm tốt, thấp. Ai cũng muốn mình có nhân phẩm cao. Cho nên mọi người đều đi tìm cái phương cách để có thể đưa đến cái chỗ mà cái nhân phẩm của mình nó được tăng trưởng, nó trở nên cao thượng. Và cái phương pháp đó, ấy là cái sự thực tập tứ niệm xứ. Đây là một cái phương pháp tốt nhất để cho các chúng sanh tự sửa đổi và nâng cao cái nhân phẩm của mình. Ở trên cái cõi đời này, khi mà một người có cái địa vị thấp, nhưng mà nếu mà người ấy vui vẻ, sung sướng, thì nó cũng còn tốt hơn là không có gì cả. Và hơn thế nữa, nếu mà người đó không có bị những cái vấn đề trong xã hội, thì cũng không sao, tốt. Tuy nhiên, nếu mà cái giới hạn của người ấy thấp, thì người đó sẽ phải chịu đau khổ sau này. Có một cái câu trong tiếng Phạn là tất cả những cái sự đau khổ của chúng sanh, nó bắt nguồn từ tham sân si. Vì ba cái nhân này, ba cái nhân bất thiện này, nó tạo ra những cái đau khổ của chúng sanh. Có một cái câu thứ hai ở trong tiếng Phạn là khi mà những cái nhân bất thiện tham sân si này mà nó sanh khởi, thì nó liền lập tức nó tạo cái sự đau khổ. Những cái phiền não nó đốt cháy cái tâm như là lửa đốt cháy đồ vật, rất là khó chịu. Nó dày xéo, nó làm mệt mỏi những cái người mà có cái sự phiền não ở trong tâm. Và sau cùng, nó đưa người đó đến cái sự đau khổ. Các phiền não sẽ sanh khởi từng cái một ở trong tâm. Và khi mà phiền não
nó sanh khởi như vậy thì tâm sẽ không có trong sạch. Mà lúc ấy cái tâm nó dơ bẩn. Cũng tương tự như là lửa cháy. Sau khi mà lửa đã cháy xong, thì những cái gì mà nó đốt, để lại những cái đống tro thật là đen đủi, dơ giấy. Và cũng tương tự như vậy, khi mà tâm của một người bị ô nhiễm bởi tham sân si, thì sau đó những cái phần còn lại ở trong tâm là những cái sự nhơ bẩn của tâm. Mà không những cái người ấy phải chịu đau khổ ngay trong lúc này, mà sau này cũng phải chịu đau khổ tiếp. Đức Phật đã thấy những cái sự đau khổ này, và với cái tâm đại bi, Ngài đã chỉ cho các chúng sanh cái phương pháp để đối chọi với sự phiền não. Và những cái phương pháp ấy là hãy tránh, hãy ngăn và chữa trị và dập tắt những phiền não. Các thiền sinh ở đây đang thực tập cái môn tứ niệm xứ, và cái sự thực tập ấy là như vậy, là những cái phương pháp ấy. Tất cả những cái phiền não thì bắt nguồn từ ba cái nhân. Và những cái phiền não khi mà nó sanh khởi thì nó làm cho cái tâm nó không có trong sạch. Mọi người thì đều ghê sợ những cái phiền não, và họ tìm cách để có được cái sự hạnh phúc. Khi mà phiền não có mặt thì tâm nó không có trong sạch, không có cái sự hạnh phúc, không có cái sự an vui. Và cái sự hạnh phúc mà mọi người đang đi tìm này không phải là cái sự hạnh phúc của trần tục. Nó cao thượng hơn những cái hạnh phúc của thế gian. Người đời đều tôn trọng những cái sự hạnh phúc cao thượng này, và họ tìm cách để có được cái sự hạnh phúc này, và đi tìm cái phương cách để cho cái tâm của mình, để thanh lọc tâm của mình. Và Đức Phật có dạy rằng có một cái con đường chắc chắn là sẽ đưa đến bảy cái điều lợi lộc. Và cái con đường đó là quán tưởng đến thân, thọ, tâm và pháp. Và cái con đường ấy là con đường tứ niệm xứ. Khi mà thực tập tứ niệm xứ, thì người thiền sinh chỉ cần giữ chặt lấy một chuyện, đó là có chánh niệm. Khi mà có chánh niệm, thì là các phiền não không có cái cơ hội để sanh khởi. Bằng cách là các thiền sinh ghi nhận các đối tượng mỗi khi mà các đối tượng này sanh khởi trong từng khoảnh khắc một. Trong mỗi một khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận, thì trong cái khoảnh khắc ấy, cái tâm nó vắng bóng phiền não. Thì trong 10 khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận, thì trong 10 khoảnh khắc ấy, cái tâm nó vắng bóng phiền não. Như vậy, người thiền sinh cần phải làm cái gì? Người thiền sinh chỉ cần hành tứ niệm xứ, và khi mà thực tập tứ niệm xứ thì sẽ đạt được những cái sự trong sạch của tâm. Đó là cái lợi ích thứ nhất của việc hành thiền tứ niệm xứ. Và những ai mà mong mỏi cái điều này thì hãy nhớ một cái câu ngụ ngôn là lúc nào luôn luôn cũng bảo vệ cái tâm bằng chánh niệm. Hãy bảo vệ cái tâm bằng chánh niệm trong từng khoảnh khắc một. Mỗi lần, trong mỗi khoảnh khắc mà các đối tượng sanh khởi, thì phải biết đây là cái con đường chắc chắn, và cái con đường này nó sẽ đưa đến những cái tầng giác ngộ khác nhau. Hoặc là trở thành một vị A-la-hán, hay là một vị độc giác Phật, hoặc là các vị thánh nhân.
Đây là cái con đường chắc chắn. Đây là cái con đường không có sai. Và các thiền sinh ở đây đang đi trên cái con đường này. Để có được cái sự trong sạch của tâm, thì chúng ta cần phải đi trên con đường này cho đến cuối đường. Và nếu mà đi đến cuối đường, thì chúng ta có thể vượt qua được những cái sự sầu não, sokha, những cái sự ta tháng, parideva. Trong quá khứ, đã có rất nhiều các thiền sinh đã thực tập cái môn tứ niệm xứ này. Và khi mà họ có được cái sự trong sạch của tâm, thì họ đã không có còn bị sầu não ta tháng nữa. Mặc dù là họ có thể, cái thân của họ có thể bị đau, nhưng mà cái tâm của họ sẽ không có đau. Khi mà chúng ta thực tập tứ niệm xứ, thì lúc ban đầu chúng ta phải khai triển bốn cái con đường gọi là Upabhaga Magga, là bốn cái con đường tiên khởi. Và dần dà thì chúng ta sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Và khi mà chứng ngộ Niết Bàn thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái đạo quả. Khi ấy, ái dục hoàn toàn bị dập tắt và Niết Bàn sẽ được kinh nghiệm. Tất cả những cái việc ấy là nhờ cái sự thanh lọc của tâm. Nhờ tâm được thanh lọc mà chúng ta có thể vượt qua được những cái sự sầu não, ta tháng hoặc là những cái sự khó khăn của tâm khác. Một việc duy nhất mà chúng ta phải làm ở đây là chúng ta chú ý đến cái sự thanh lọc tâm. Thì những ai mà có cái ý định muốn thanh lọc tâm thì phải lựa cái con đường nào? Thì phải lựa cái con đường hành thiền tứ niệm xứ. Bằng cách có được cái tâm trong sạch, bằng cách thanh lọc tâm, người đó sẽ có được những cái lợi lạc còn lại. Người đó sẽ có được cả bảy cái sự lợi lạc khi mà hành thiền minh sát trong cùng một lúc. Khi mà cái tâm trong sạch thì cả bảy cái sự lợi lạc đều có được. Nếu mà những ai muốn được thoát khỏi cái sự phiền não thì con đường nào cần phải đi theo? Đức Phật đã dạy là con đường tứ niệm xứ. Và khi mà hành trên con đường này thì người đó có thể vượt qua được những cái sự sầu não, khổ đau. Những ai mà muốn dập tắt những cái sự đau khổ của thân thì phải lựa con đường nào? Lựa con đường đi trên con đường tứ niệm xứ. Những ai mà muốn dập tắt cái sự đau khổ của tâm thì cũng lựa đi trên con đường tứ niệm xứ. Những ai muốn phát triển bát chánh đạo cũng đi trên con đường tứ niệm xứ. Những ai muốn dập tắt những phiền não cũng đi trên con đường tứ niệm xứ. Những ai mong cầu có được một cái sự hạnh phúc chân chánh thực sự thì cũng đi trên cái con đường tứ niệm xứ. Và cái điểm chính ở đây là nó nằm ở trong cái sự thanh lọc tâm. Và cái lúc bắt đầu, cái bắt đầu của những cái sự lợi ích của việc hành thiền là cái sự thanh lọc tâm. Mà sau đó, sau khi mà cái tâm trong sạch thì tất cả những cái sự lợi ích khác cũng đều có được. Cái con đường tứ niệm xứ là cái con đường chắc chắn, không còn con đường nào khác, cũng không có cái ngã rẽ. Cho nên nếu mà chúng ta đi trên cái con đường này thì chúng ta chỉ có việc đi thẳng và sẽ tới đích. Nhắc lại cái câu ngụ ngôn là chúng ta lúc nào cũng nên bảo vệ cái tâm của chúng ta trong từng khoảnh khắc một, khi mà mỗi đề mục, mỗi khi đối tượng sanh khởi. Nếu mà những ai mà hành thiền lúc này một ít, lúc kia một ít, hành thiền một cách hời hợt trên bề mặt thì sẽ không
có gặt hái được 7 cái lợi ích. Luôn cả hành thiền 10 ngày cũng sẽ không có gặt hái được 7 cái sự lợi ích này. Ở trong kinh điển Pali có ghi chép lại rằng cái 7 cái sự lợi ích này chỉ có thể có được nếu mà những ai phát triển cái con đường thế tục mà nó sau đó nó đưa đến cái con đường thánh đạo. Những ai mà hành thiền một cách lơ là, dù là hành thiền trong vài tiếng, vài ngày hay là vài tháng, thì cũng không có đưa đến một cái kết quả nào. Tuy nhiên, nếu mà một người thiền sinh trẻ, có sức mạnh, có sức khỏe, trân trọng cái pháp của Đức Phật, người đó thực hành và sẽ có thể gặt hái được những cái điều lợi ích trong vòng 3 tuần. Người đó sẽ đi trên cái con đường thế tục trước, rồi sau đó sẽ đi trên cái con đường của các bậc thánh nhân. Tuy nhiên, những ai mà chỉ có hành thiền đây một ít, đó một ít, thực tập cái phương pháp này, thực tập cái phương pháp nọ, thì sẽ không bao giờ gặt hái được cái sự lợi lạc. Người thiền sinh cần phải có một vị thầy giỏi và phải thực tập một cách trọn vẹn, và chỉ có khi ấy người đó mới có thể gặt hái được sự hạnh phúc. Điều này rất là quan trọng để hiểu. Khi mà gặp một người bạn đạo tốt, Kalyana Mitra, thì người ấy sẽ hướng dẫn thực tập và phải làm theo cái người sự hướng dẫn đó. Và phải biết chắc rằng cái sự hướng dẫn đó nó đi đúng theo những cái lời dạy ở trong theo pháp và theo giới luật. Phải chắc chắn theo sát như vậy, không có sai chạch. Phải theo một cách chính xác những lời dạy của Đức Phật. Và trước đây thì Ngài Thiền Sư có giảng cho chúng ta nghe về 7 cái sự lợi ích, và muốn có 7 cái sự lợi ích này thì trước nhất chúng ta phải giữ cái giới đức cho nó trong sạch. Và muốn giữ giới đức trong sạch thì Đức Phật đã có dạy cho các chúng sanh cái giới luật. Những tăng chúng thì phải giữ cái lời nguyện của mình, và phải giữ cái giới luật của mình, và phải sống ở trong cái giới hạn của giới luật, cái giới hạn mà đã được nói ra ở trong giới luật. Nhờ như vậy mà người đó có thể được bảo vệ và thực hành giáo pháp một cách dễ dàng. Đối với các cư sĩ thì ít nhất là phải giữ ngũ giới, hay là 8 giới, hay là 10 giới. Và sau khi mà giữ những cái giới ấy, thì người cư sĩ mới có thể hành thiền được. Chỉ có khi nào mà chúng ta sống trong giới đức, thì chúng ta mới có thể hành thiền một cách tốt đẹp. Chúng ta phải có sự tin tưởng, và chúng ta phải có sự tin tưởng nơi cái luật căn bản, đó là chúng ta là chủ cho những cái hành động của chúng ta. Chúng ta sẽ là người thừa kế những cái hành động của chúng ta. Cái luật này tiếng Phạn gọi là Kama Sakata Samadhi, tức là cái luật về nghiệp. Và khi mà những ai mà đã trọn vẹn về giới đức và có cái chánh kiến, có cái sự hiểu biết đúng đắn, thì người đó đã sẵn sàng để thực tập tứ niệm xứ. Đây là những cái điều mà ghi chép ở trong kinh điển. Và ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về tứ niệm xứ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.